Dạ, chào chị nghe. Trời ơi, phiền chị quá trời. Không có gì làm. Dạ, chị hôm nay đi cùng em đó thì có vợ chồng anh Hùng nè. Dạ. Rồi đây là bà xã của em thì chắc chị Linh biết rồi ha. Dạ, phiền chị quá trời, bởi vì là chị biết không, thông cảm cho em cái là do có những cái nhân vật trước đó, phía trước á là cũng có mời lại ăn ăn trưa rồi ăn chiều này kia đó. Dạ. Cho nên là cái thời gian nó bị đôn lên á. Nên là hơi trễ chút chị ha. Không, chỉ sợ ăn đồ đi á, tối á. Dạ. Các em sợ lạc đường. Dạ, dạ. Em sao không điện. Dạ, mình dạ. Không biết có đi lạc không nữa. Dạ. Rồi dạ. Mình vô nhà chị ha. Dạ, dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, dạ. Dạ, chào chị hàng xóm. Dạ. Đi vô anh. Dạ, dạ, dạ. Rồi kỳ này thì bán tôm cua này kia bán nhiều không chị Linh? Không, chị bán không được, tại vì em mua em bán cho công ty không ạ. Dạ. À, xe mới đi chiều anh. À vậy ha. Dạ, chào chị. Chị bữa đi với em lên đầu được không ạ? À, hôm đó hai chị em đi đó ha. Dạ. Dạ, chào chị. Chào gia đình mình. Dạ. Chị vô chị. Dạ. Rồi, vô đã thấy thỉnh thoảng một bàn ăn. À, chuẩn bị sẵn một bàn ăn, nào là tôm, nào là cua. Bởi vì cái này là chị Linh bán mà đúng không? Chị dạ, Linh đúng rồi, mua cái này. Dạ. Chị Linh là mua bán tôm cua mà. À, cái này là vừa dứa nha, uống không dứa thôi nha, uống thử coi. Vậy hả chị, vừa dứa ha. Dạ, vừa dứa. Dạ. Có nãy nó nè. À. Dạ, nó nãy nó mới chạy đi qua bên bà dì nó. Vậy là ở nhà có con trai của chị nên là chơi mô tô đây đó ha. Dạ. Ồ, cái này phải là chắc 300 phân khối quá. Không, hình như trăm mấy gì anh chị ơi. Trăm mấy mà bự vậy đó hả? Dạ. Trăm mấy mà làm sao nó na được cái xác này rồi. À, trước đây là vị thích mô tô dữ lắm. Dạ. Yamaha. Rồi con của chị Linh lấy vợ chưa? Chưa, chưa, nó anh chị. Con chưa cái ai đó. Cháu đây đó. À, chào chào, chào em. Ừ. Xe này mấy mấy trăm phân khối này em? 125 hả? À 155. 155 mà sao bự quá vậy nè. À, cái xác bự quá ha. Trời ơi, vậy vậy. Vậy na na cái xác này nó có ò lắm không? À, cũng được ha. Ồ, tưởng là 300 phân khối chứ. Trời ơi, ở chốt này nghe tiếng gì trong hoài luôn, nghe tên mẹ. À vậy hả chị. Máy móc chuẩn bị xong xuôi rồi, bây giờ anh chị cứ ngồi ăn tự nhiên nha, em trò chuyện với chị Linh chút xíu ha. Action. Dạ. Action. Dạ. Rồi mẹ Hoàng ăn nữa không? Xong chưa? Rồi ok. Rồi mấy chị với anh chị cứ ngồi tự nhiên ha. Chị dạ. Linh cho em dạ. Trò chuyện. Mấy chị với anh ngồi tự nhiên, em đi trò chuyện với anh tính gì chứ. Action. Dạ. Đi dạ. Rồi mình ra ngoài này đi chị. Ở đây chắc là người ta làm hàng xì này kia hả chị? Dạ, tại vì bữa nay á, anh Vĩ bên đó nó mới vừa làm á, làm quán á anh. Dạ. Nên hơi làm. Dạ. Đây chị, chắc là mình ra nhà ngoài đi ha. Dạ, dạ. Ừ. Vậy thì lâu nay chị buôn bán này kia thì ấy không, ổn không? Dạ, em buôn bán cũng được lắm anh. Dạ. Dạ. Tại vì dạ, em mua em bán cho công ty không à. Công ty dạ. Đang làm. Dạ. Dạ. Rồi mẹ Hoàng ngồi bên đây cũng được. Dạ, để ngồi chị rồi. Linh ngồi bên đó thôi. Hay là mẹ Hoàng muốn phỏng vấn. Dạ. Con trai chị Linh có vẻ cũng hơi nhút nhát ha. Nó hiền, nó nhát nó thế. Vậy dạ. Mà nó làm thầy giáo mà sao nó nhát không biết sao. Xuống dạ. Dưới nó dạy học sinh nó không biết nữa. Dạ. Mà thấy nhà nó cũng nhát đó. Dạ, rồi cháu dạy được bao lâu rồi chị Linh? Nó dạy này ra trường này 2 năm anh, mà mới vô biên chế có năm mấy à. À. Dạ, hồi đó là dạy hợp đồng. Dạ. Dạ. Vậy là dạy gần đây không chị Linh? Dạy đây dưới chắc cỡ 10 cây số anh. Dạ. Dạ. Vậy thì mỗi khi mà chị Linh đi mua tôm rồi này kia đó thì nó đi dạy về thì tự nấu ăn rồi kia. Tự nấu ăn giống như là nó dạy, có bữa là dạy 2 buổi anh. Dạ. Xong rồi ở dưới có nhà công vụ cứ ra quán ăn, ăn xong vô nhà công vụ của mình nghỉ, chiều dạ. Về bữa nào một buổi thì về nấu ăn. Ừ. Còn không nấu thì ăn cơm tiệm. Dạ. Còn em thì đi mua bán vậy thì có lính cả chục người nữa, cho nên là ăn cơm tiệm đặt cơm không. Đặt chị, cái xe đó. Chị Linh chắc lớn tuổi hơn Tuấn Vĩ chứ hả? Mới tuổi ngọ. À tuổi ngọ hả? Dạ. 78 hả? Dạ 78. Ồ vậy. Tại con bự vậy. Dạ, dạ, vậy là lập gia đình sớm ha. Dạ. Ừ.
Thật ra thì hồi lần á, chị lên bày tỏ với chương trình thì cũng do em nhiều người quá nên em không có nhớ gì, không có nhớ hết được. Dạ. À, nhớ tên là gọi là hay lắm rồi. Dạ. Nói chứ đông quá mà sao nhớ hết. Nhưng dạ, mà em, mà em sanh năm 78 em biết là cho nhỏ. Dạ. Dạ. Rồi hồi đó thì cái tình trạng hôn nhân của chị Linh thì như thế nào chị Linh hết? À, giống như hai vợ chồng chắc cũng sống được 12, 13 năm mà. Ừ. Giống như không có tiếng nói chung anh. Giống như yeah, em thì em làm ăn, còn ảnh thì không có làm ăn á. Yeah. Không có lo làm như người ta nên em ly dị năm 2005 tới giờ. Ừ. Yeah. Yeah. Hồi đó là hồi lúc còn sống với chồng là chưa có mua tôm này. Yeah. Chỉ ở nhà chăn nuôi thôi, lúc ở bên vườn á. Yeah. Sau này 2, 3 năm sau em mới mua bán nhỏ. Yeah. Em bán ở chợ á. Rồi sau yeah, này em mới mua lớn lên. Dạ. Yeah. Hôm nay có vẻ như giọng của chị Linh nó hơi khàn đó. Tại vì hôm nay em bị cảm á, mới giờ hết mấy ngày nay luôn á. Chứ không phải hát karaoke nhiều quá hả? Hồi chiều hát có 2 tiếng mấy à, mà hát 3 người. Dạ. Dạ. Vậy hồi nữa có thể hát bài tặng cho ông bà cô chú được không? Có ngại không? Em hát, nói chung là con em nó biết hát, nó biết đờn, nó nói mẹ hát không đúng nhịp. À. Cho nên là em hát chơi được chứ mà thu lên sợ cô chú anh chị cười chết. Em hát là giải tán đám đông. Không, hát mang tính là hát văn nghệ thôi chứ không có hát nhạc. À, nhưng mà hồi nữa đi ha. Dạ, dạ. Và bây giờ em hỏi thăm chút xíu này. Dạ. Là từ bữa mà lên kết nối tình duyên đến nay đó. Dạ. Thì thế nào? Có mang lại cái phiền phức gì cho chị hay là có mang lại cái niềm vui hay là có gì chuyển biến gì không chị? Không có phiền gì hết trơn á. Nói chung là em nói chung mà chắc cái duyên mình cũng chưa tới vậy đó. Chứ em lên trên chương trình đó anh thì nói chung em cũng thấy vui. Dạ. Nhưng mà điều chứ không có phiền gì trơn á anh nhé. Không dạ, có phiền dạ. Nhưng mà điều có một cái chắc cái duyên mình chưa tới gì vậy anh. Nên là không ai thấy hết trơn. Anh dạ, cũng lâu lâu. Hồi lần anh Hùng có nói với em. Nói ủa sao nhìn chị Linh cũng gọi là sáng sủa nè. Thì ăn nói cũng dễ thương. Thì là công việc cũng ổn định mà sao chưa có ai hả? Hơi lạ. Dạ chưa có ai. Dạ. Hồi trước á em nói chung mà em cũng không có ai á, xong rồi cái chị bà chị của em á bà mới thấy em vậy á, cái bà nói thôi giờ lên chương trình của Tướng Dĩ đi làm kết nối á, rồi chị chở em đi đó. Rồi sau đó em câu xuống luôn mấy tháng luôn á. Hôm đó cái em mới thấy cái anh gì em thấy ảnh cũng hơi, nói chung em thì em kiếm giống như là không phải là giàu có vậy nhưng mà ý em nói là cũng hơi lanh lợi á, tại vì em làm ăn á. Nói chung là phải năng động. Dạ, đúng rồi. Và nhanh nhẹn để lo công dạ, việc. Dạ, mình phát triển á, tại vì em cũng có chục người làm á, rồi xong rồi xe tải đồ em cũng có đó. Ví dụ như mình không có đi lái nhưng mà nhiều khi cũng phải biết chút đỉnh, ví dụ như lỡ kẹt tài xế rồi mình cũng đi lấy đá đồ hay này kia vậy đó. Dạ. Cho nên là em tìm vậy đó. Dạ. Dạ, thì đương nhiên thì cái mong muốn thì bao giờ cũng muốn dạ, nóng sẽ được nhiều điểm đúng không? Dạ. Ai cũng muốn được nhiều điểm hết. Ví dụ như vừa là lanh lợi nè, dạ, vừa là biết làm ăn giỏi giang nè, dạ, rồi vừa là đẹp trai nè. Ví dụ như vậy, rồi vừa có công việc ổn định nè. Dạ. Đó là cái sự mong muốn. Còn tuy nhiên thì được điểm nào thì nó tốt điểm đó. Dạ. Nhưng mà đó là mong muốn á. Nhưng mà nhiều khi cái duyên số của mình cũng biết, nhiều khi mà mình gặp mà nhiều cái hạt á. À, nhiều khi người ta không có nghề nghiệp mà mình về mình dẫn dắt thì cũng được, em cũng nói vậy đó. Dạ. Dạ. Vậy. Về theo em cũng được. Vậy là lâu nay thì ngoài cái việc đi mua tôm về buổi ngày đi mua tôm, còn buổi tối về thì cũng phòng đơn gối chiếc vậy thôi chứ. Cái em về tới nhà một cái là rảnh cái vô phòng là bắt chương trình của anh ăn câu em canh hoài luôn. Dạ. Vậy là còn có khi đi vô ô tô vậy nó chưa tới giờ kéo á cũng bắt chương trình coi. Dạ. Dạ. Và em đi xuống ngoài đồng không à? Và em mua cái này là em mua tới ao em mua. À. Rồi có lính rồi nó chở ra xe. Dạ. Dạ. Cho nên thực sự là đối với trường hợp như chị, nếu mà có một người đàn ông nữa cùng nhau mà gọi là phát triển kinh tế rồi hỗ trợ nhau trong công việc thì cái điều đó là điều hết sức là cần thiết chị ha. Dạ dạ đúng. Em cũng mong. Dạ. Yeah. Nhưng mà tại chắc cái gì mình chưa tới thôi kệ. Yeah. Đợi từ từ. Bởi vậy. Dạ. Yeah. Chắc là cũng phải chờ cái duyên chứ biết làm sao giờ chị ha. Dạ. Yeah. Ở đây là thuộc huyện gì chị ha?
À, ở đây của em là huyện huyện Thành Phú. À, thuộc Thành Phú rồi đó hả? Dạ, cái này là ngay cái cổng chào hồi nãy anh thấy á, là nó thuộc qua cái địa phận của Thành Phú. Còn từ đó lên là Mỏ Cày á anh. Dạ, cũng của em là vừa qua đó cũng như là cái đầu đầu của Thành Phú á. Mà xuống biển là còn 40 cây nữa là biển á. Mà em đi mua là cũng mấy chục cây vậy, tại vùng dưới mới có tôm. Đây em dưới em phải đi 20 cây. Vậy là Thành Phú là nó tuốt dưới biển luôn đúng không chị? Dạ, giờ đây dưới Thành Phú là còn 12 cây nữa là tới biển. Xong cái em đi mười mấy cây nữa là dùng nó là tôm không á. Ở đó làm tôi nuôi tôm suốt luôn vậy đó. Ta thả quanh năm vậy đó anh. Bà xã em xuống coi anh Hùng xong chưa, kêu anh Hùng lên chơi trò chuyện chút xíu rồi mình về. Nói chung là cái địa bàn này thì là cái địa bàn của chị Linh quen làm việc ở đây, quen làm ăn ở đây ha. Nhưng mà nếu ví dụ như chẳng hạn như chị Linh mà có đi một cái địa bàn khác thì chị Linh có tiếp bước cái công việc này không? Ví dụ như em đi địa bàn khác là ở Gò Công đồ này kia là chỗ nào có tôm là em làm được. Tại vì cái nghề này của em dễ lắm. Giống như là tôm thì không có phải bán chợ anh. Em chỉ mua xong rồi em bỏ cho mấy cái công ty đông lạnh á. Giờ ngày em mua 10 tấn, 20 tấn thì em cũng bỏ được hết chứ không có bán chợ. Anh ngồi đây với chị Linh, thật sự mà nói là em muốn trò chuyện cái này với anh chút xíu. Anh ngồi bên đây này. Anh ngồi bên đó với chị Linh. Thật sự đó là trường hợp của chị Linh đó là tới chương trình tính đến nay cũng 5-6 tháng có rồi. Mà cái kết quả thì nó như anh thấy đó là chưa có kết quả. Thì nhìn đánh giá, không phải là đánh giá mà đánh giá đánh giá sơ đó thì em cũng mong anh có cái sự đánh giá khách quan về chị Linh khi mà anh đến với gia đình của chị. Đó là thứ nhất là anh đánh giá khách quan này. Điều thứ hai nữa là anh có cách nào không kiếm cho chị người của em, là coi như em cũng gần hết khả năng rồi đó. Cho nên là để em cài cái micro này cho anh rồi anh hỏi chị đôi câu coi thử rồi chứ cái mong muốn của chị ra sao, hay là có tiêu chí có cao quá hay không, mà em thấy sao mà chứ tới nay mà chưa có ai hết trơn rồi. Chứ chúng chị nói là chừng nào cô Linh này có chồng đúng không? Dạ. Không phải là phán đâu nha, không phải là phán. Dễ lắm, đâu có gì có đâu. Anh có vợ, bây giờ anh ly dị với vợ, cổ lấy anh là cổ có chồng liền. Quá đơn giản đúng không? Người xứ. Mình nói vậy chứ không phải vậy các bạn nha. Dạ. Ông Tuấn Vĩ thì lúc nào cũng cố tình làm khó tôi hết á. Thì thôi cũng ráng trả lời câu hỏi của ông. Về tình duyên thì chúng ta phải công nhận cái duyên số. Em cũng nói như anh vậy. Cái duyên số tất cả là ơn trên sắp xếp hết. Ông trời ông rất là công bằng. Mình mất cái này thì mình sẽ được cái khác, và ngược lại. Có cái là cuộc đời chúng ta ngắn ngủi quá. Chúng ta chưa thấy cái sự công bằng của tạo hóa. Chứ không phải tạo hóa chê người này hoặc ghét người kia. Cũng giống như một cái buổi chợ. Người ta đi chợ sáng đông mà chợ chiều thì nó lại thưa. Đâu phải người ta thương chợ sáng mà người ta ghét chợ chiều. Chẳng qua là buổi sáng nó nhu cầu nó nhiều cho nên người ta đi chợ nhiều. Buổi chiều nhu cầu nó không có hoặc nó ít thì người ta đi lưa thưa mua trái ớt cộng rau. Chứ đâu phải người ta thương chợ sáng người ta ghét chợ chiều. Thì trong cái tình duyên nó cũng vậy. Cứ thông thả, không có gì phải gấp rút hết. Chờ đợi. Cái thứ nhất là cô Linh còn trẻ. Cô Linh còn rất nhiều cơ hội để đi những bước kế tiếp. Rồi cô cũng sẽ tìm được một cái người chia sẻ với cô trong quãng đời còn lại. Cứ tin vào ơn trên đi. Mình đã vất vả, mình đã thiệt thòi trong cái đời sống. Rồi mình sẽ được ơn trên bù đắp. Có thể nó chậm hơn cái sự mong đợi của mình. Đừng bi quan. Rồi nó cũng sẽ đến. Một ngày nào nó đến. Cô đủ điều kiện về một người phụ nữ
có cơ nghiệp, công ăn việc làm vững vàng. Dạ. Rồi cô còn có cả đứa con của cô nữa. Dạ. Món quà của Thượng Đế đấy. Dạ. Dạ. Bây giờ người phụ nữ người ta mạnh mẽ lắm. Dạ. Mà tôi nghĩ cô cũng mạnh mẽ như người phụ nữ mà tôi vừa nói. Dạ đúng rồi em. À. Vậy thì cô cứ tiếp tục mạnh mẽ đi. Dạ. Rồi duyên vận nó đến thì tự nhiên nó đến. Chương trình Kết Nối Yêu Thương của quý vị làm một cái công chuyện để kết nối những cái mảnh đời gian dở lại với nhau. Tuy nhiên nó cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố. Cái ông Tuấn Vĩ nhà ta đó, ông biết chơi cờ, ông biết con xe đi làm sao, con pháo đi làm sao. Nhưng mà khi ngồi với bàn cờ thì là cô với người kia chứ không phải là ông Tuấn Vĩ. Dạ, em biết. Cho nên ông Tuấn Vĩ ông làm cái chuyện của ông Tuấn Vĩ. Dạ. Còn cái chuyện còn lại là của cô Linh với ai đó. Sao cô giả hoài chứ không nói gì khác mà chữ giả sao? Chứ về em không biết nói gì. Hơi bối rối phải không? Hơi dạ, run phải không? Dạ, cô cứ bình tĩnh mà cô run. Cứ bình tĩnh mà run. Tôi lặp lại là việc gì đến nó sẽ đến. Em sao à? Em đi ra đường em làm ăn anh. Em nói chung là em đi cô bằng là các tỉnh miền Tây luôn á. Mà em rất là tự tin mà cái nói gì chuyện tình duyên hay tình cảm gì đó giống như là em giống như là giống như em hơi mắc cỡ với em sao á. Okay. Nên là em dạ tôi xin giải thích em cho cô cái điều đó. Cái thứ nhất, cô có biết rằng một người phụ nữ đẹp giỏi nó cũng là một cái yếu thế chứ không phải lợi thế nha. Trong một chừng mực nào đó, người phụ nữ đẹp duyên dáng người ta sợ, người ta sợ người ta không xứng đáng với cô, cho nên người ta muốn tới với cô trong cái sự dè dặt. Thứ hai, cô lại thành công về thương trường, cô lại có những cái cơ ngơi tự tay cô tạo ra. Cho nên một nửa kia còn đang vất vưởng đâu đây. Ừ, họ chờ cái cơ hội nó tới. Lúc em nói làm về nhiều khi mệt á, bệnh gì nằm nhiều khi cũng buồn. Cái em nói trời ơi giờ trong mà nếu mà kiếm được có người đi du lịch. Em nói với con em á là đi Vũng Tàu. Cái nó nói em nói đi Đà Lạt. Cái nó đi Đà Lạt người ta phải có đâu có bạn mới đi Đà Lạt. Đâu cần đi Đà đâu. Lạt chi? Không cần. Đi đâu? À, không cần đâu. Cái nó người... nói Đà Lạt là chỉ có tình yêu mới đi cái đó. Còn mẹ đi mấy chỗ khác. No. Cái đó tuổi trẻ nó nghĩ mình có tuổi rồi. Dạ. Suy nghĩ của mình không thể giống tuổi trẻ được. Mình có chút khác hơn nó. Mình đã qua một lần đò, mình đã có cái sự dở dang trong tình duyên. Cho nên bước đi của mình nó rất là chừng mực. Dạ. Từ bước một. Nếu mà cô đi gấp vội vã như đám trẻ thì cô lại càng hối hận hơn nữa. Dạ. Cứ thông thả cô lên nhé. Dạ. Dạ. Em cũng ráng mong tìm cho được người. Cứ tin vào cái channel Kết Nối Yêu Thương đi. Dạ, em cũng tin cho anh. Một cái channel có hơn 1 triệu người theo dõi. Dạ. Thì cũng rất nhiều người đàn ông phù hợp với cô. Dạ. Nhưng mà cái duyên nó chưa tới cho nên cô chưa gặp. Anh biết sao không? Giống như nhiều khi lên kênh đứng dĩ là mới biết em độc thân thôi. Chứ còn em mà em đi mua bán vậy nè. Nhiều khi em đi mua bán không có ai mà nhìn mà thấy em nói em là độc thân. Người ta nghĩ chắc cũng phải có người chồng hay gì đi làm chứ. Không lẽ giờ làm ăn lớn vậy mà không có. Cho nên em không có kiếm được á, em mới lên. Vậy thì tiêu chuẩn của cô, một nửa của cô tiền như thế nào? Em tiêu chuẩn của em thì nói chung là chỉ hơi cho thông minh lên lợi xíu. Dạ, vậy thôi chứ không có gì nữa đâu. Đơn giản vậy sao? Ngoại hình thì cô cũng vừa mắt chút. À, té rồi cái thứ hai rồi ha. Rồi còn gì nữa? Dạ không, hết rồi. Vậy hả? Mỏng bình thường hả? Mỏng bình thường. Bình thường. Dạ. Mỏng nước nhỏ nhoi mà phải chờ đợi lâu như vậy thì quả là có cái sự bất công trong cái cách sắp xếp. Mười mấy năm rồi đó anh. Hồi con có chút xíu à, con mới học lớp 7 mà giờ đi làm thầy giáo dạy rồi đó. Mảnh vũ y lạnh ngắt như đồng. Nhưng mà em à, giống như công việc em về em làm á, nói chung em không có đi chơi nên em cũng không tiếp xúc. Ví dụ về tới chiều rồi cái về em cũng mệt, cái em ở nhà. Đó cũng là một cái yếu thế của mình. Dạ. Mình không có cái cơ hội tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài. Ngoài những bạn hàng mua bán. Dạ đúng rồi. Khi gặp họ là những con số thôi mà. Dạ. Những con tôm con cua nó nhảy tới nhảy lui rồi những con số cộng trừ nhân chia. Mình không có bạn bên ngoài anh. Mà giờ mình muốn chơi bạn bên ngoài thì cũng có. Mình không có đó. Nên cũng nói chung là. Thôi bây giờ cô làm bạn có. Với tụi tôi đi. Dạ. Làm bạn với vợ chồng Tuấn Vĩ. Làm bạn với vợ chồng tôi đi. Em mà có dịp em thấy mấy anh đi mê dữ lắm luôn á. Nhưng mà. Vậy mai mốt mua có xe 7 chỗ ha. Dạ.
Nếu dạ, mà chậm quá thì anh ngồi sau cái hành lý cũng được. Còn em lấy cái xe tải em chở luôn. À, rất là cảm ơn anh Hùng đã chia sẻ cũng như là đã có vài câu hỏi để chị Linh có dịp để trải lòng. Và bây giờ đó thì không làm phiền anh Hùng nữa, và cho em xin phép được gọi là trò chuyện với chị Linh. Thì nếu ví dụ như theo em nghĩ đó, trong năm nay nữa đi, mà quý vị không có làm được tích sự gì hết trơn á, thì chắc lúc đó quý vị cũng phải nhờ cái sự hỗ trợ của từ anh Hùng, hoặc là quý vị cũng... Tại sao là phải chờ tới một năm nữa mà không là bây giờ? Dạ. Bây giờ bởi vì là bây giờ để xem cái buổi trò chuyện này nó có hiệu quả không đã. Quý vị cứ tiếp tục làm phiền đi, anh đang cần được làm phiền nè. À, nói đùa cho vui. À, quý vị cứ làm công việc của quý vị. Yes. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi mỗi buổi phóng sự ngắn từ anh quý vị đến tôi. Và không quên, trước khi rời màn ảnh, không quên chúc cô đạt được những gì cô mong muốn. Dạ, em cảm ơn anh Hồng. Dạ. Cảm ơn Hùng nhé. Thật sự mà nói đó thì coi như em đang nợ chị Linh. Đang nợ chị Linh ở cái chỗ là chị cũng có đặt cái kỳ vọng đến chương trình đó. Nhưng mà em chưa có kết nối được với chị, điều đó em cũng lấy làm áy náy. Thì hy vọng rằng là qua cái buổi ghi nhận thực tế hôm nay thì sẽ có những cái bước tiến mới. Cũng có thể là vào cái thời điểm mà em cập nhật cái hình ảnh của chị Linh lên đó, thì vào thời điểm đó cái anh mà trong tương lai, cái anh Mỹ trung nhân của chị đó, vào thời điểm đó ảnh đang bận rộn, ảnh không có xem được. Hy vọng là vậy. Rồi hy vọng lần này đó thì khi em đến thăm hỏi gia đình của chị thì em được cập nhật cái video hôm nay thì cũng hữu duyên anh ấy xem được. Và anh ấy thấy được cái sự phù hợp giữa ảnh với chị thì ảnh sẽ đến với chương trình để bày tỏ. Cũng hy vọng là cái nguyện vọng của chị sớm đạt được, chị Linh ha. Rồi bây giờ thì trước khi khép lại chương trình thì chị Linh có muốn bày tỏ điều gì thêm không nè? Em giờ em có bao nhiêu bày tỏ thì em nãy giờ em đã nói rồi. Giờ cũng như nãy giờ trò chuyện cũng lâu rồi, em chúc cộng đồng á và cô bác anh chị trên cộng đồng mạng á nhiều sức khỏe. Với vợ chồng anh Tuấn Vĩ nữa, đi đường xa xuống quá trời luôn. Ok, đúng là hồi nãy giờ Tuấn Vĩ xưng hô sai, là em Linh chứ không phải là chị Linh. Dạ, em xưng Linh, được. Linh thua Tuấn Vĩ một tuổi ha, sinh năm 78 ha. Thưa quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe qua cái sự trải lòng của em Linh và anh Hùng. Thì lần này Tuấn Vĩ cũng ghé nhà em Linh để ghi nhận thực tế. Hy vọng là anh ấy sẽ xem được cái buổi trò chuyện này, và nếu thấy em Linh là người phù hợp thì Tuấn Vĩ sẽ kết nối và ghi nhận và kết nối cho đôi bên. Và giờ đây thì một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của cô chú anh chị. Và bây giờ chắc là mình xuống bắt tay anh chị để chào hỏi và tiễn khách ra về ha. Và bây giờ chắc là Tuấn Vĩ cũng xin phép. Vì đường xa đó, nên là mong Linh thông cảm. Hôm nay là cũng vì phát sinh đó, phát sinh nên là nó bị trì trệ. Cứ vợ nữa rồi không có gả đây được. Đúng rồi. Gả cái trước mới cưới sang nhà. Rồi bây giờ mình về ha. Chào cả nhà mình nha. Rồi chào con trai nha. Sớm lấy vợ, bữa nào lấy vợ mời chú nha. Cảm ơn sự đón tiếp của gia đình. Đó, bởi phòng đơn gối chiếc. Em thấy anh Vĩ có chiếc xe bản số đẹp, em có xem bản số cũng đẹp nữa kìa. À, chạy đó ha. Mà anh xe du lịch rồi em xem ra. 3939, trời ơi, bản số đẹp hết sức ha. Rồi, bữa nào có dịp đi du lịch lấy xe tải chị Linh chở em chuyến ha. Đi cho được đông. Chị Linh nữa hả? Em Linh nè. Em Linh, em Linh, đúng rồi, em Linh không phải chị Linh.
Thưa cô chú anh chị thân mến, vậy giờ đây Tuấn Vy xin được kết thúc buổi trò chuyện cũng như là chuyến ghé thăm thực tế của gia đình em Linh. Tôi thui rồi, không thấy gì hết trơn á. Bye bye. Bye bye.